Xin chào mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ đến mọi người cách nào để mình tự lấy hạt giống măng cụt và cách nào để chúng ta có thể ươm cây giống măng cụt mà chúng ta không cần phải đi mua hạt giống hoặc là mua cây giống nữa. Bởi vì măng cụt rất là khó để mua hạt giống và cây giống. Ít có chỗ nào mà bán hạt giống và cây giống lắm. Cho nên em đã nghiên cứu rất là kỹ và em đã thành công. Em xin chia sẻ đến mọi người cách nào để chúng ta tự có hạt giống và cây giống nhé. Và cách làm như thế nào, xin mọi người theo dõi nhé. Khi chúng ta sử dụng măng cụt, chúng ta cắt trái măng cụt. Đây là cuống, còn phần là phần ít thì chúng ta hãy cắt đường ngay giữa. Ngay giữa mà chúng ta cắt khoanh tròn, xoay tròn trái măng cụt như thế này thì mới dễ. Và chúng ta, sau khi chúng ta sử dụng măng cụt, sau khi các bạn sử dụng măng cụt thì mình có cái hạt như thế này. Đây là hạt măng cụt. Thì mình sử dụng mũi dao hay là móng tay để mà mình lột cái vỏ lụa của cái hạt ra ha. Lột nhẹ nhàng thôi ha, đừng để hạt bị ảnh hưởng thì nó sẽ hư, nó sẽ không lên ha. Đó, mình lột như thế này. Ok. Đây. Sau khi mình lột cái vỏ lụa đi thì mình có cái hạt trắng như thế này. Thì mình cần cái hộp nhựa hay miễn hay sành, bất cứ cái nào mà các bạn có thể tận dụng trong gia đình mà có nắp như thế này. Có nắp ha. Và mình cần khăn giấy sạch. Mình cần khăn giấy sạch, mình đưa vào trong hộp ha. Và nếu như nhà mình có bình xịt thì mình sử dụng bình xịt, mình xịt nước vào trong đây. Còn không thì mình có thể dùng tay mình rưới nước vào. Mình rưới nước vào như thế nào để cho vừa đủ ướt giấy. Đừng cho quá ướt cũng đừng để quá khô ha. Rưới nước vào. Làm cho vừa đủ ướt ha. Và sau khi đã có khăn giấy ướt trong đây rồi thì chúng ta hãy cho hạt vào. Cho hạt vào đây. Thì tùy theo các bạn muốn làm nhiều cây hay nhiều cây hay ít cây thì mình bỏ bao nhiêu hạt mình muốn. Nhưng ví dụ như mình muốn 5 cây thì mình hãy làm 10 hạt, bởi vì không phải hạt nào cũng lên tốt, lên khỏe. Có hạt mình cứ làm 10 hạt đi thì khi nào mà lên cây thì mình thấy cây nào khỏe mình giữ là mình trồng, còn cây nào yếu quá thì mình sẽ bỏ bớt ha. Thì sau khi mình đã bỏ vào trong hộp như thế này thì mình đậy nắp lại. Để nắp lại và mình để cái hộp này vào trong bóng tối. Chẳng hạn như ví dụ như ngăn tủ nhà bếp thì mình cho vào trong đó. Thì nếu mình có thời gian thì mỗi ngày mình dỡ ra mình kiểm tra. Còn không có thời gian thì 2 ngày mình dỡ ra một lần cũng được. Để chi? Để cho có hơi không khí ra vào, thì có oxy thì hạt nó không bị hư. Và khi mình nảy mầm thì cây nó cũng có oxy để thở thì sẽ mau lớn hơn là mình không dở ra rất là gì bị úng ha. Thì sau một thời gian thì chúng ta sẽ có cây như thế này. Đây là rất là nhiều cây mà mình đã ươm. Đây là cây măng cụt. Đây là cây măng cụt. Thấy không? Hạt măng cụt đây. Và cây măng cụt. Trong đây có rất là nhiều cây mà mình đã ươm qua. Bây giờ chuẩn bị đưa ra đất trồng. Thì sau khi như thế này thì mình có thể
sau khi cây măng cụt đã được lớn như thế này thì chúng ta có thể đưa ra ngoài chậu để trồng hoặc là ra ngoài sân vườn luôn. Đây là hạt măng cụt ha. Mơm rất là nhiều loại cây. Cây này là cây bưởi nè, em chia sẻ một chút cho vui ha. Đây là cây bưởi. Còn đây là cây bồng bon nè. Cây bồng bon. Cây này cây nhãn. Cây này là cây vải. Cây này là cây mít. Còn mấy cây trong đây thì lớn hơn nè. Cây này là cây chôm chôm nhãn. Thấy hộp chôm chôm ha. Cây chôm chôm nhãn. Còn cây này là cây vải. Cây này là cây nhãn. Còn cây này là cây mít ướt. Cây này là lớn nè. Mít tú nữ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Khi mọi người làm thì mong mọi người cũng thành công ha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào, xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye.